Boba, một cái tên được cho là tiên phong cho meme coin thế hệ mới, cực kỳ hot sau khi cái tên Intengo ra mắt thành công, được chính bởi Intengo ươm mầm cho dự án. Một dự án thu hút người dùng cũ, người dùng mới ở trong thị trường, tận dụng nền tảng sẵn có của Intengo. Mục tiêu là để thiết lập một tiêu chuẩn mới, một phân khúc mới dành cho meme coin, thì nghe có vẻ tiềm năng anh em nhỉ? Vậy còn chờ gì nữa, hãy cùng mình tìm hiểu thế nào. Sau khi ra mắt token NGL cực kỳ thành công đến từ dự án Intengo thì bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 thì BOPA sẽ tiến hành trao whitelist cho người dùng với tổng cộng là 2.780 Golden Ticket và với mỗi allocation là 200 đô cho người tham gia. Thì BOPA là một dự án meme coin được incubate bởi chính Intengo. Là một dự án meme coin được đánh giá sẽ là final game cực kỳ hấp dẫn được xây dựng bởi Intengo. Trích dẫn thì BOPA token nó sẽ còn hơn cả là một meme coin. Đánh giá về lịch sử tăng giá của meme coin như là Doge hay là Shiba hay những PP thời gian gần đây thì mọi người có thể thấy meme coin chính xác là một cái trò chơi tài chính đánh cực mạnh vào tâm lý của người tham gia. Hầu hết meme coin là một cái loại tài sản đầu cơ và chỉ phụ thuộc vào cảm tình của cộng đồng mà thôi. Nhưng sẽ sao nếu như Intengo có thể nâng cao quan điểm này lên? Intengo thì có thể cung cấp cho BOPA những vấn đề liên quan cơ sở hạ tầng như là swap này, yield boosting này, farming và đi cùng đấy là fortune system. Vậy thì việc nói BOPA hơn cả một meme coin hoàn toàn không sai. Nhưng nếu sẽ có nhiều người bảo là nếu mà thế thì nó sẽ trở thành một cái DeFi mất vấn đề đấy thì mọi người sẽ không phải lo khi mà làm sao nó có thể trở thành một DeFi được khi những cái cơ sở hạ tầng chỉ để phục vụ cho một mục đích là một token duy nhất. Đúng không anh em? Không liên quan đến các cái lợi nhuận đến các cái loại token khác, chỉ đơn giản là phục vụ cho một loại token thì để nâng cao cái giá trị của loại token ấy lên thôi thì làm sao có thể tính nó là một DeFi được. Và chính vì việc BOPA tích hợp với cả hệ sinh thái của Intengo thì chúng ta lại càng có thêm lý do để phân tích thật kỹ cái tên Intengo. Vào ngày 26 tháng 4 thì Intengo đã chính thức ra mắt mạng lưới mainnet với Photon Messaging. Thì Photon Messaging nó là đóng một cái vai trò là giao thức nhắn tin omnichain cực kỳ quan trọng, nó tạo điều kiện để liên lạc an toàn cũng như hiệu quả ở trong các cái blockchain. Cơ sở hạ tầng tối ưu hóa cái việc trao đổi tin nhắn cũng như là dữ liệu, nó tạo nên một cái sự an toàn hơn, tiết kiệm chi phí hơn cũng như là nhanh chóng hơn ở trong Intengo. Trải nghiệm nó sẽ rộng ở trên cả EVM và non-EVM. Và đấy cũng là điểm đặc biệt nhất của dự án này. Photon Messaging thì nó sẽ đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng ở trong Intengo, giúp đảm bảo các cái khả năng hoạt động để sử dụng giống như là Bridge Functionality. Thứ hai là Liquidity Balancing in Protocol. Thứ ba là Data Optimizing. Thứ tư là Simplification for Non-EVM Chain. Thứ năm là Real World Data Integration. Và thứ sáu là Omnichain Asset Deployment. Với cái việc khởi chạy chính thức của Intengo thì chắc chắn sẽ không thể thiếu được một cái chương trình đó là staking của dự án. Những cái dự án mà cung cấp nền tảng ấy thì nó sẽ luôn có cái phần staking này. Đặc biệt nếu như mà đứng ở trên phương diện của người tham gia thì stake nó sẽ mang lại khá là nhiều lợi ích cho anh em khi mà sau này nếu như anh em muốn tham gia vào cái tên là BOPA. Chẳng hạn như khi mà stake thì anh em có thể sử dụng điểm của mình cho các cái chương trình public sale sắp tới của BOPA. Biết đâu đấy, anh em sẽ sớm có thể trực tiếp stake ở trên các cái sàn giao dịch lớn như ở đây sẽ có là Bybit, KuCoin, MXC hay là Kate và mình. Và biết đâu ấy, nếu như mà anh em tham gia stake thì sẽ nhận được airdrop đến từ BOPA hay sao? Đây là tokenomics của BOPA token. Anh em có thể trực tiếp xem ngay ở trên trang chủ của BOPA. Ok, và đấy là những gì mà mình muốn nói về BOPA token. Hẹn gặp anh em ở trên đỉnh của BOPA. Nhưng trước mắt thì mình sẽ cập nhật cho anh em những cái thông tin chi tiết về ngày listing các thứ của dự án ở trên kênh Twitter cá nhân của mình nhá. Bye anh em. À, chút nữa thì quên, anh em lưu ý hãy xem video này như là một cái nội dung bổ trợ cho anh em thôi. Trong thời gian mà thị trường cực kỳ khó lường như thế này, hãy cẩn trọng với từng đồng vốn mà mình bỏ ra nhá. Chúc anh em thành công. Để có thể cập nhật sớm nhất thông tin về thị trường tiền điện tử cũng như những phân tích tổng quan của thị trường tài chính, anh em hãy click vào ngay đường link channel tổng của HC Capital mình để ở phần mô tả. Tại đây, anh em sẽ luôn được cập nhật sớm nhất những thông tin, những phân tích và những report ở trong thị trường tiền điện tử. Còn chần chừ gì nữa, đừng để cơ hội kiếm tiền mua uptrend vụt qua tầm tay anh em nhé.